Đấy, các bạn chạm đi. Một cái đấy, đây sản phẩm của chúng ta đây, đấy đây. Mình cứ nghĩ là phải có ga nó mới nổ, thế mà cái này không có ga nó cũng nổ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không, không có ga nhé, không có ga mà vẫn nổ nhé. Đấy, nổ mạnh luôn ý, không có ga đấy mà vẫn nổ mạnh đấy. Đấy, đấy, không có ga mà vẫn nổ mạnh cơ. Đấy, đây là một cái lọ mà lăn nách của chị em phụ nữ đấy. Mình cứ nghĩ là nó không có ga thì nó sẽ không nổ được, nhưng mà ai ngờ rằng đấy, không có ga đấy, không có ga điện nổ rất to đấy. Các bạn xem thấy không đấy. Chủ yếu là mình làm video là với mục đích thư giãn, xả cho nó xả trí cái tò mò của mình. Nên là bạn nào mà có ý kiến hay thì có thể comment, mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây nhé, bây giờ mình sẽ làm thử tiếp cái này nhé. Đấy, để vào đây. Nó như thế nào? Wow. Xem chưa? Tôi thấy một cái gì không ạ? Chụp ở đâu? Chỉ bục một lỗ rất nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó lại kêu to như vậy. Còn bạn nào mà có ý kiến hay, nhiều ý kiến hay, ý tưởng hay thì cứ comment cho mình, mình sẽ làm cho các bạn xem. Nói chung là mình làm chủ yếu với mục đích là cho nó thư giãn chính, giải trí, cho nó có sức cái đam mê tò mò. Còn bạn nào cứ có ý tưởng hay thì cứ comment, mình sẽ làm cho các bạn xem, chúng ta cùng xem, cùng học hỏi. Đấy, đây nhá các bạn, vừa xịt một cái vang cả màn hình mới quay rồi. Xin chào các bạn nha, các bạn hãy đăng ký kênh để nhận video tiếp theo nha. Mình sẽ ra rất nhiều video hay, càng ngày sẽ càng nhiều video hay hơn, và có rất nhiều bạn đang đóng góp ý tưởng cho mình để mình làm. Xin chào tất cả các bạn, xin chào các bạn nha.